và món ngon bùng viên. Hương ớt Chinsu mới, bùng vị phở bún miến. Quá phải. Đúng rồi, nắm bên phải. Đó. Bé đi. Rồi, nắm bên trái. Bên trái. Chạy cano, cái chú cano hồi nãy mặt hiền nha, mà sao giờ ông chạy dữ vậy? Ông cố lại cho mình rớt á, nhẽ gì làm là tôi té. Còn kìa, Minh Tuấn không biết bơi nha. Thưa quý vị, chúng tôi vừa đến với một vụ đắm thuyền chuối. Bốn người hiện tại đang rớt dưới sông. Và đội cứu nạn cứu hộ chúng tôi đang gọi là mặc kệ trục trục vớt. Trục vớt. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Nó lại cho mình rớt á. Ngươi sao vậy? Rồi bây giờ hai đội quánh tù xì đi, xem đội nào chơi trước ạ. À? Ai là đấu với tôi quánh tù xì ạ? Hỏi đi. Hỏi ra gì? Cơ rít. What do you ra? Ra dẻ. Oh yeah. Bùa bào kéo là gì? The bùa kéo. I have a bull, you have a cow. 1, 2, 3. Tôi thua. Bây giờ đội thắng, các bạn có quyền chọn là bạn chơi trước hay chơi sau. Tôi sẽ chơi sau. Yeah. Mình được chơi trước rồi. Yeah. Rồi bây giờ xin mời đội của Trường Giang các bạn lên thuyền chuối ạ. Tạm biệt những người anh em thiện lành, chúng tôi đi đây. Không biết bao giờ mới gặp lại. Rồi. Tôi ra đảo đây. Tôi đây. Đây. Đi nha. Cố lên. Cố lên. Trời ơi, ơi à. Cái gì là nhanh vậy? Ở ngoài là nước lạnh lắm nha, ở ngoài xa càng lạnh. Ồ, đi xa quá ha. Câu hỏi đầu tiên, 15 cộng 2 nhân 15. 3 bằng bao nhiêu? Cộng 2 7. Nhân 3 21, 21. A 21, B 51. Chính xác. Câu hỏi số 2. Cái gì? Câu số 2. 78 trừ 21 chia 6 bằng bao nhiêu? 78 trừ 24 nhanh. 78 trừ 24. Vậy. A 9, B 74. Chính xác. Yeah. Câu hỏi số 3. Gà xào sả ớt, chữ sả là S hay X? Không nghe. Sả ớt là S hay là S? S. S hay X? Đúng rồi. Trả đi. Chính xác. Câu hỏi số 4. Chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2 là công thức tính của cộng chiều dài cộng chiều rộng. A diện tích hình chữ nhật, B chu vi hình chữ nhật. Hình chữ nhật. A diện tích hình chữ nhật, B chu vi hình chữ nhật. Dài cộng rộng nhân 2, diện tích hình chữ nhật, diện tích. Yeah.
Hương ớt Chinsu mới, bún vị phở bún miến. Ủa giờ sai rồi hả? Sai rồi. Quá Quy ơi, em sai rồi Quy ơi. Chu Vi phải diện tích, Chu Vi. Đây là Quy. Chặt lại. Quy ơi là Quy. Ôi em lộn. Nằm bên trái. Chạy cano, cái chú cano hồi nãy mặt hiền nha, mà sao giờ ông chạy dữ vậy? Ông cố lại cho mình rớt đó, ông cố lại cho mình rớt đó. Nhẹ gì làm là tôi té. Còn kìa Minh Tuấn không biết bơi nha. Thưa quý vị, chúng tôi vừa đến với một vụ đắm thuyền chuối. Bốn người hiện tại đang rớt dưới sông. Và đội cứu nạn cứu hộ chúng tôi đang gọi là mặc kệ trục trục vớt. Trục vớt. Trời ơi, cuộc đời ơi. Câu hỏi số 5. 7 x 9 bằng bao nhiêu? 7 x 9 bằng bao nhiêu? A. 56 B. 7 x 9 bằng bao nhiêu? 56 B. 63 63 Chính xác. Câu hỏi số 6. 72 x 11 bằng bao nhiêu? 72 72 x 11 Nhân. Bằng bao nhiêu? 11 A. 792 B. 727 Chính xác. Câu hỏi số 7. 639 chia 9 bằng bao nhiêu? 639 chia 9 bằng bao nhiêu? 639 chia 9 bằng bao nhiêu? A. 79 B. 71 79 71 Rồi mà phải luôn. 71 Chính xác. Câu hỏi số 8. Cá heo là động vật. A. Có vú. B. Không vú. Cá không nghe không? Cá gì? Có vú. Cá heo là động vật. Nghe nữa. A. A đi, bên trái. B. Không vú. Bên trái. Còn cái heo giống tôi. Anh em tôi giống gì đó. Rồi. Em bị lộn. Ngựa vằn là. Ngựa vằn. A. Ngựa đen vằn trắng. B. Đen trắng trắng cái đen á. Ngựa đen. Vằn trắng. Hai ngựa trắng vằn đen. Ngựa đen vằn trắng. Chắc chắn. Ngựa đen vằn trắng. Chính xác. Giỏi. Câu hỏi số 10. Con la là con của con gì? A. La con gì? A. Ngựa cái, lừa đực. Anh biết cái này. B. Ngựa đực. Ngựa cái. Lừa cái. Ngựa đực, ngựa cái, ngựa đực. Ngựa cái. Lừa đực. Ngựa B. đực. Ngựa đực. Và con ngựa cái. Câu B. Ngựa đực và lừa cái chứ. Rồi. Sai rồi. Siêu. Hai, ba, ba, bảy. Hai, ba, nhảy. Ghê vậy? Hỏi khó nha. Chú ơi sao chú chạy dữ vậy chú?